Hạ Văn Cảnh, CEO tập đoàn Hạ Thị. Huynh đệ, tôi biết nhà anh ép anh kết thông gia, cố ý sắp xếp một cô gái để đối phó với lão gia. Lục Hoành, bạn thân của Hạ Văn Cảnh. Nhớ ký nhận đó, đừng có sắp xếp cho tôi mấy thứ phụ nữ linh tinh đó nữa. Không linh tinh, đứng đắn lắm, đảm bảo anh sẽ thích. Ninh Ninh, đã tìm được người làm mẫu nam rồi. Thời Ninh, CEO tập đoàn Thời Thị. Anh ta đồng ý đăng ký kết hôn với tôi, đóng giả vợ chồng mà. Tất nhiên, đưa tiền thì cái gì cũng làm hết. Cho nên đừng nói anh ta biết thân phận đại tiểu thư của thời gia của cô. Tránh để sau này anh ta cứ cắn bãi chén cơm nhà cô không nhã. Trời ơi, tôi biết rồi, tôi đến rồi, cướp máy trước nha. Là 806 hay là 809 vậy? Tin vào trực giác. 806. Đảm bảo anh sẽ thích. Tôi không cần. Sao còn chưa mở cửa nữa? Đẹp trai quá. Giao đồ ăn à? À, làm thêm thôi. Vậy cô là? Đúng là tôi. Chúng ta vào trong rồi nói. Đóng cửa. Trong vòng 10 phút thì xong chuyện, được chứ? 10 phút? Lâu quá hả? Vậy 5 phút. Đẹp trai, dốc dáng tốt. Trao đổi thông tin cá nhân xong thì đi đăng ký kết hôn. Cô làm nghề này bao lâu rồi? Tất nhiên tôi lần đầu làm rồi. Chắc không phải anh từng làm rất nhiều lần rồi đó chứ? Tôi cũng là lần đầu. Tại sao cô phải làm cái này? Cuộc sống đưa đẩy thôi. Còn anh? Cố ý sắp xếp một cô gái để đối phó với lão gia. Nhớ ký nhận đó. Cuộc sống đưa đẩy thôi. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Gấp gáp quá nhỉ. Gấp gáp quá nhỉ. Anh làm gì vậy? Cô hét cái gì? Cô không thấy tôi đang mặc đồ à? Anh mặc đồ vào đi rồi hẳn nói chuyện với tôi. Không phải là cô muốn à? À, là gì chưa nói giá cả phải không? Cô ra giá đi. Ý gì vậy chứ? Còn muốn đưa giá khởi điểm nữa. 20 dạng không mặc cả. Vì 20 dạng mà bán đi cả lần đầu tiên của mình. Quả như là muốn tống tiền. 20 dạng đã nhiều lắm rồi. Từ nhỏ nhà tôi đã rất nghèo. Cha mẹ mất sớm. 20 dạng đủ để tôi tiết kiệm sống nửa đời đó. Đáng thương vậy sao? Cô không làm được à? Rồi. Nếu không tôi tìm anh làm gì? Vừa nãy tôi chỉ đùa thôi. Làm như vậy là phạm pháp đó. Không đâu. Chỉ cần hộ khẩu là thật thì không phạm pháp. Hộ khẩu? Đúng. Kết hôn tất nhiên phải cần hộ khẩu rồi. Cô nói với tôi nãy giờ là chuyện kết hôn sao? Không thì còn gì nữa. An An chưa nói rõ với anh sao? Họ hàng trong nhà ép gả, tôi không muốn mới đưa ra hạ sách này. Trong nhà ép gả cô cho ai? Cho một tên đàn ông xấu xa tầm thường. Nói ra anh cũng không biết. Họ hàng nhà cô ấy chắc là vì tiền mới bán cô ấy cho nhà giàu có. Thật độc ác. 20 dạng đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi rồi. Anh có kết hôn không thì nói. Cô gái này thật thú vị. Đăng ký kết hôn với cô ấy để đối phó với việc kết thông gia trong nhà cũng được. Không chịu thì tôi tìm người khác. Đợi đã. Chịu. Nghe nói tên công tử này giàu nứt đổ vách. Mình nhất định phải thể hiện cho tốt. Tranh thủ cơ hội một bước lên mây. Một bước lên mây. Anh là... Đúng, là tôi. Sao giờ cô mới đến? Không phải 806 sao? Cô nhớ nhầm rồi, mau qua đây đi. À, được. Vậy đi. Đi kết hôn thôi.
Mình thật sự tự gả mình đi rồi. À, cái đó, tôi đi trước đây. Nếu có chuyện gì thì chúng ta cứ liên lạc qua điện thoại. Nè, đợi đã. Để tôi tiễn cô. Anh có xe à? À, tôi bắt xe tiễn cô. Trời ơi, không cần. Bắt xe đắt lắm, tôi đi xe buýt được rồi. Khương Tổng. Khương Húc, trợ lý riêng của Hạ Văn Cảnh. Vị này là... À, vị này là Khương Tổng. Thỉnh thoảng tôi làm tài xế cho anh ấy. Tiểu Hạ làm việc chăm chỉ lắm, tôi yên tâm lắm. À, vậy à. Vậy anh cứ làm việc chăm chỉ đi. Làm tài xế còn tốt hơn làm mẫu nam đó. Mẫu nam. À, xe buýt của cô đến rồi. Cô mau đi đi. À, được. Vậy thì tôi đi trước đây. Anh làm tốt nhé. Cố lên. Sếp. Sếp. Hả? Anh đi làm mẫu nam từ lúc nào vậy? Câm miệng đi. Đúng rồi sếp. Vị tiểu thư lúc nãy là vợ mới cưới của tôi. Vợ mới cưới? Cái gì? Mời đại tiểu thư lên xe. Lão gia đang đợi cô. Quản gia Trần, quản gia nhà họ Thời. Lão gia, đại tiểu thư về rồi. Thời lão gia, ông của Thời Ninh. Kêu con đi gặp Hạ công tử. Mà con chạy đi đâu vậy? Ông à, con đi đăng ký kết hôn rồi. Cái gì? Ông ơi, nếu mà con đã kết hôn rồi, có phải là không cần kết thông gia với nhà họ Hạ nữa rồi không? Con không muốn kết thông gia, cũng không thể tùy tiện tìm người dớ dẫn ở đâu đó để kết hôn vội được chứ. Mau ly hôn cho ông. Không, có dớ dẫn đến mức nào nữa thì cũng tốt hơn công tử nhà họ Hạ. Con nói lung tung cái gì đó? Con có biết là... Con biết, mọi người nói với con hết rồi. Hạ gia công tử đó vừa mập vừa xấu, còn thích đàn ông nữa. Ai nói với con hả? Đại tiểu thư, lão gia cũng chỉ là sợ cô bị lừa. Đàn ông ở bên ngoài e đều đến vì tiền cả. Yên tâm đi, con đã che giấu thân phận rồi. Vậy chứ nó muốn gì ở con? Chắc là tại con đẹp. Còn có 20 dạng nữa. Nông cạn. Nông cạn thì đã sao chứ. Dù sao anh ấy cũng đẹp trai. Hạ Tổng cũng là nhân tài đó. Chú đừng có hù dọa con. Anh ta nhất định không có đẹp trai như chồng con đâu. Ông mà, chắc là ông sẽ không tàn nhẫn muốn chia quyền rẻ thúy đúng không? Giấy kết hôn đâu? Ông, không phải là ông muốn xé giấy kết hôn của con đó chứ. Ông là muốn nhìn xem đối tượng của con trông như thế nào thôi. Hạ Văn Cảnh. Thế nào, tên của chồng con dễ nghe không? Hạ. Trời ơi ông ơi, anh ấy cũng họ Hạ, nhưng mà không có số giàu sang đâu. Nhưng mà cưới gà theo gà, con cũng không chê anh ấy nghèo. Nhưng mà cậu ta chính là... Trời ơi, được rồi. Ông à, con muốn lấy anh ấy. Ông có khuyên thế nào con cũng sẽ không ly hôn đâu. Ừ, hôn sự này ông đồng ý. Ông thật tốt mà. Lại nịnh hót rồi. Nhưng mà chuyện con đến tập đoàn Hạ Thị thực tập thì vẫn phải thực hiện như thường. À, à cái gì mà à? Hạ Thị là doanh nghiệp hàng đầu Đế Kinh. Để con đi thực tập là gì tốt cho con? Con biết rồi. Nhưng mà con có một điều kiện. Nói đi. Con muốn che giấu thân phận, dựa vào thực lực bản thân để đi lên. Ông đồng ý. Vậy nếu như không còn việc gì nữa, vậy con lên lầu trước đi. Đợi đã. Ông còn gì căn dặn nữa à? Nếu mà đã kết hôn thì còn ở trong nhà làm gì nữa? Dọn ra ngoài đi, sống chung với chồng con kìa. Hả? Căn đó thì sao? Hạ Tổng, anh muốn ở mấy người? Hai người.
Sếp, không phải anh thật sự đối với cô gái đó nhất kiến chung tình rồi chứ? Nhiều chuyện để làm gì, câm miệng lại đi. Không cho mình ở nhà, vậy thì mình tự đi mua nhà. Sao không có ai ra giới thiệu hết vậy? Đó là đang tiếp khách hàng lớn nào vậy? Tôi muốn mua nhà. Các người... Anh mua nhà hả? Cô mua nhà hả? Anh nghe nhầm rồi. Tôi là muốn thuê nhà. Bị bắt chẹt rồi. Đúng, thuê nhà. Tôi lấy đâu ra tiền mua nhà chứ? Anh đi mua nhà hả? À, tôi... Cái đó, cô nghe tôi giải thích đã. À, anh không cần giải thích, tôi biết cả rồi. Cô biết gì rồi? Anh đi xem nhà với Khương Tổng đúng không? Khương Tổng giàu thật. Anh ấy xem toàn là mấy căn biệt thự tất đất tất vàng thôi. Đúng, đúng, đúng. Tôi thật sự hâm mộ những người giàu có. Tôi cũng muốn sống trong biệt thự. Không cần hâm mộ, tối nay tôi sẽ cho anh vào ở. Không cần muốn. Tối nay tôi sẽ để cô vào ở. Tôi vào nhà vệ sinh đã. Được. Sếp, bên nhà anh vừa gọi điện thoại đến. Có chuyện gì? Thiên kim của Thời Gia, người sẽ kết hôn với anh, đã về nước rồi. Bên nhà anh kêu tôi truyền đạt lại. Nói với Hạ Giang Cảnh, cái thằng nghịch tử đó, ngày mai phải đến Ngự Cảnh Viên để gặp mặt thiên kim của Thời Gia. Tôi đã kết hôn rồi, không đi. Nếu như thằng nghịch tử đó còn dám nói không đi, ta sẽ đập gãy chân nó. Hử? Sếp à, cái này không phải do tôi nói đâu, là ba anh nói đó. Anh đi không? Ông ấy đã nói vậy rồi, không đi sao mà được. Vậy để tôi sắp xếp thời gian rảnh ngày mai cho anh. Ừ, cậu giúp tôi một việc. Việc gì? Đi mua lại căn biệt thự lúc nãy đi. Cho thuê một dạng. Không, giá thuê 5.000 một tháng cho vợ tôi thuê. Hả? Người đó là chồng tôi. Anh ấy rất nghèo. Tôi không muốn làm tổn hại lòng tự tôn của anh ấy. Tôi có thể mua lại căn biệt thự này không? Sau đó thì cô nói với anh ấy, cho anh ấy thuê 5.000 một tháng. Chồng của cô rất nghèo sao? Sao vậy? Cô biết chồng tôi hả? Ờ, tất nhiên. Sao vậy? Cô biết chồng tôi à? Ờ, tất nhiên. Đang nói gì vậy? Tôi đang hỏi thuê phòng thì có giá ưu đãi gì không thôi. Tất nhiên là có rồi. Cô thích căn đó đúng không? Vừa may là Tiểu Hạ cũng làm việc rất chăm chỉ. Nếu mà vợ của Tiểu Hạ thích, vậy thì tôi mua lại. Sau này cứ thuê giá 5.000 một tháng đi, cho hai người thuê. Hả? Tôi thật không ngờ con người Khương Tổng lại tốt đến như vậy. Cậu ta tiêu tiền của tôi. Khương Tổng, người ta đã nói rồi, giá thuê ưu đãi này là quà mừng cưới tặng cho chúng ta, cho nên hai chúng ta phải ở chung. Như vậy mới không phụ lòng tốt của Khương Tổng. Ý anh là chúng ta sống chung hả? Nếu mà cô không chịu thì thôi vậy. Suy cho cùng, hai chúng ta kết hôn cũng là kế sách tạm thời. Lương của tôi chỉ có 3.000 thôi, cũng không trả nổi tiền thuê nhà 5.000 một tháng. Cái đó không sao cả. Cùng lắm thì tôi đến nói với Khương Tổng một tiếng. Tôi không có phúc hưởng căn biệt thự đó. Nè, đợi đã. Sao vậy? Tôi giúp anh gánh bớt tiền thuê nhà, chúng ta ở chung đi. Được, quân tử nhất ngôn. Đẹp trai vậy mà còn biết làm việc nhà nữa. Đúng là rất thích hợp làm chồng mình mà. Alo, ông à. Ngày mai đến Ngự Cảnh Viên ăn cơm với người của Hạ Gia.
Không phải ông đã đồng ý để con không phải kết hôn với Hạ Gia rồi sao? Sao mà lại còn phải ăn cơm nữa? Cho dù không kết hôn nữa, hai nhà chúng ta qua lại tiếp xúc thường thì cũng là chuyện tốt. Nhưng mà con không muốn gặp Hạ Tổng. Hạ Gia, sao tim ông đau quá vậy nè? Được rồi, được rồi, được rồi. Con đi là được rồi. Cô muốn đi đâu? Hả? Anh... Sao mà anh đi không có tiếng động vậy? Cô đang gọi điện thoại cho ai vậy? Tôi... Hồi trước lừa anh ấy rằng mình không có người thân. Lần này nên nói sao đây? Cô... Không phải là cô lén tìm người khác sau lưng tôi đó chứ? Tôi làm gì có. Anh xem tôi là loại người gì vậy? Vậy thì cô cho tôi xem đi. Tôi không cho. Đưa tôi xem. Tôi không đưa. Đưa tôi xem. Tôi không. Tôi... Tôi không thèm cho anh xem. Anh cũng đừng có mà lợi dụng. Cô, ghen ở mắt cô đang phát sáng kìa. Đó là bóng mắt. Đây không phải là tài liệu của Hạ Thị sao? Đúng rồi. Cô tìm kiếm thông tin Hạ Thị làm gì? Còn không phải tại vì tôi sắp đến Hạ Thị làm việc à? Trong những tài liệu này chắc là sẽ có hình ảnh của Hạ Tổng. Nào nào nào, ngồi xuống đi, cùng nhau xem. Trong những tài liệu này chắc là sẽ có hình ảnh của Hạ Tổng. Nào nào, ngồi xuống đi, cùng nhau xem. Anh làm gì vậy? Cô lo dọn dẹp hành lý của cô trước đi, rồi hẳn xem. Tôi không muốn, tôi phải xem xong rồi mới dọn. Nè, không lẽ một tên đàn ông ất ơ nào đó còn quan trọng hơn cả gia đình nhỏ của chúng ta sao? Cũng đúng, đó là CEO ngàn vàng mà. Cả đời này của tôi cũng không so được. Là tôi không tốt, tôi vô dụng. Được rồi, được rồi. Bây giờ tôi đi thu dọn là được chứ gì. Đúng là chưa từng gặp tên đàn ông nào biết tỏ ra đáng thương như anh. Đáng ghét. Bị bắt chẹt rồi. Khương Húc, mau giúp tôi chuyện này. Tôi thu dọn xong rồi, anh mau qua đây. Hai chúng ta cùng nhau xem CEO Hạ Thị này rốt cuộc là trông như thế nào. Ủa? Sao lại mất hết rồi? CEO Hạ Thị này sao mà thần bí vậy? Giấu giấu giếm giếm. Xem ra anh ta đúng như lời đồn. Lời đồn gì? Nói anh ta là thứ đàn ông sến súa, đầu trọc mà còn thích đàn ông nữa. Yêu nhưng không có được, cho nên mới tự ti, chưa từng dám lộ mặt ra bên ngoài. Anh đừng kích động, cũng đâu phải nói anh đâu. Tôi chỉ là hơi sốc. Đúng thật đó. CEO của một doanh nghiệp hàng đầu lại có người không tưởng tượng nổi như vậy, thật đáng tiếc. Tôi nghe khẩu khí của cô, cô khá là ghét Hạ Tổng nhỉ? Tại sao vậy? Không thích thì là không thích thôi, làm gì có lý do chứ. Vậy nếu cô đã ghét Hạ Tổng đó như vậy, tại sao còn phải đến Hạ Thị làm việc? Công việc và tình cảm cá nhân phải phân biệt rõ. À đúng rồi, nếu bạn quen biết Hương Tổng là người giàu có rộng rãi như vậy rồi, tại sao còn phải đi làm mẫu nam nữa vậy? Tôi không thích làm việc nghiêm ngặt quá. Anh đó, người nghèo thì chí phải cao. Mẫu nam không phải là công việc chân chính gì đâu. Sau này đừng làm nữa. Được, sau này đều nghe lời cô hết. Ngoan ngoãn vậy. Vậy nếu mà anh nghe lời tôi, vậy sau này theo tôi đi làm việc đi. Làm gì? Cùng nhau nộp CV vào Hạ Thị. Đến Hạ Thị làm việc. Hả? Anh đừng có sợ. Mặc dù Hạ Thị rất xa vời, nhưng mà dù sao thì cũng có hy vọng mà. Lỡ như gặp ma thì sao? Lỡ như mà tôi... Không có nhân gì hết. Buổi tối để tôi nộp CV cho anh. Lâu quá không viết CV rồi.
Tiếng gì vậy? Lạch cà lạch cạch. Không phải là trong nhà có ăn trộm đó chứ? Hạ tổng, từ năm mà vợ chồng thời tiên sinh bị bắt cóc giết hại, thời lão gia đã bao vệ thời đại tiểu thư. Từ nhỏ đến lớn vô cùng cẩn thận, trước giờ chưa từng xuất hiện ở chỗ công cộng, thông tin liên quan đến cô ấy cũng không có gì. Nói những gì cậu điều tra được đi. Thời đại tiểu thư 3 năm trước ra nước ngoài du học, là nhân tài hiếm có trong lĩnh vực thiết kế ở nước ngoài. Nghe nói lần này về nước không chỉ là để kết thông gia với Hạ gia, mà còn là để giúp thời lão gia. Tốt, tôi biết rồi. Cô ăn mặc kiểu gì vậy? Nửa đêm rồi anh còn ở đây lén lút làm gì đó? Khương tổng giao cho tôi việc mới. Còn cô? Tôi viết CV xong rồi, đi ra rót nước. Nửa đêm nửa hôm rồi sao anh không bật đèn? Tôi còn tưởng trong nhà có trộm nữa. Viết CV xong rồi hả? Viết xong rồi, tôi đã gửi đi luôn rồi. Nhưng mà mấy cái anh bịa cũng khó tin quá. Cái gì mà tốt nghiệp đại học Harvard? Anh nói vậy suýt nữa thì tôi tin luôn. Dù sao thì tôi cũng không đậu phỏng vấn, cứ viết bừa thôi. À đúng rồi, ngày mai Khương tổng đi công tác, tôi chịu trách nhiệm lái xe nên tôi không về ăn cơm đâu. Vậy thì tốt quá. Tôi... ý của tôi là trùng hợp quá. Ngày mai tôi cũng có việc phải làm. Vất vả cho cô rồi. Kiếm tiền mà, làm gì mà không vất vả. Chuyện kết thông gia đã hủy rồi, ông lại cứ bắt mình sửa soạn. Mình có xinh đẹp hơn nữa thì cũng không phải người con gái mà tên Hạ tổng sến số đó có được đâu. Đi đi, đi dục tiểu nhà đầu đó nhanh lên. Để bao nhiêu trưởng bối ở đây đợi mỗi mình nó, còn ra thể thống gì. Dạ. Hạ Đại Sơn, ba của Hạ Văn Cảnh. Thời lão gia, không cần gấp. Đúng, Trương Dung, mẹ kế của Hạ Văn Cảnh. Con gái bà trang điểm xinh đẹp rồi hẳn ra ngoài, đợi một chút cũng không sao. Con trai, rót ly trà mời thời lão gia đi. Dạ. Văn Cảnh quả nhiên là nhân tài, cùng với tiểu nha đầu nhà tôi thật là xứng đôi. Tôi đã kết hôn rồi, có xứng đôi hơn nữa thì cũng không phải là rể tốt của thời gia. Ông thời à, còn lão gia, đại tiểu thư đến rồi. Nhà đầu đó đâu rồi? Đại tiểu thư đúng là có đến, nhưng lại trốn mất rồi. Nói là vào nhà vệ sinh dặm lại phấn. Thôi được rồi, biết rồi. Ông ra ngoài đợi đi. Dạ. Nhà đầu này đúng là không có phép tắc gì cả. Cháu gái của tôi thật là tùy hứng, để hai người chê cười rồi. Không sao. Alo, xin chào. À đúng, 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 đúng. Là tôi đây, CV được duyệt rồi sao? À được, tôi sẽ đến đúng giờ tham dự buổi phỏng vấn của Hạ Thị. Con trai, thời tiểu thư sợ là không rành đường đi, con đi qua đó tìm thử xem, sẵn tiện đưa cô ấy về. Cái này không tiện lắm. Tiện chứ, cực kỳ tiện luôn. Đều là người một nhà, mau đi đi. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau đi đi. Dạ. Thời đại nào rồi, lại còn bày trò kết thông gia này nữa chứ. Hơn nữa không phải mình cũng đã kết hôn rồi à? Kệ đi, cứ tìm thời đại tiểu thư nói rõ trước. Chắc là cô ấy cũng không bằng lòng gả cho một người lạ chưa biết mặt mũi thế nào đâu. Thời tiểu thư. Thời tiểu thư. Ai đó? Ra ngay đi. Anh. Cô. Sao anh lại ở đây? Sao cô lại ở đây? Tôi... Cô nói trước đi. Không phải anh đi theo Khương tổng đi công tác à? Ờ. Đúng. Chỗ công tác là ở ngự cảnh viên nè. Khương tổng kêu tôi qua đây đi tìm người.
Đến nhà vệ sinh nữ tìm người à? Thời tiểu thư à? Ờ, một người bạn hợp tác với Khương tổng. Không quan trọng, không quan trọng. Vậy à? Vậy còn cô? Không phải cô đi làm thêm à? Đúng vậy, tôi làm phục vụ ở đây. Làm phục vụ cũng phải ăn giận đẹp đẽ vậy à? Đó còn không phải là vì tôi. Trời sinh dung mạo khí chất khó ai sánh bằng sao? Thêm nữa là người cảnh viên là nhà hàng 7 sao đó, rất chú trọng hình thức của nhân viên phục vụ. Được rồi chứ. Nhưng mà còn anh, sao lại ăn mặc bảnh bao như vậy? Tôi không phải tôi trước giờ vẫn vậy à? Tôi lái xe cho Khương tổng thì cũng phải chú trọng hình thức bên ngoài chứ. Cái đó, nếu mà không có việc gì nữa, vậy tôi đi lên món trước đây. Đi đi. Xin lỗi mọi người, để mọi người đợi lâu rồi. Ừ, con biết để mọi người đợi lâu rồi sao? Ông ơi, không phải ông kêu con trang điểm xinh đẹp chút sao? Chào chú, chào dì, con xin lỗi để mọi người đợi lâu à? Không việc gì đâu, cũng không bao lâu mà. À, nhưng mà con ở bên ngoài có gặp tiểu tử nhà bác không? Không có à? Sợ là con không tìm được bàn riêng nên nó cố ý đến nhà vệ sinh tìm con về. Nhà vệ sinh? Anh! Cô! Không lẽ... Dì ơi, anh ấy đến nhà vệ sinh lúc nào ạ? Cũng được một lúc rồi, chắc sẽ không lén bỏ trốn chứ. À không phải, ý của dì là quá ra tên đàn ông này không muốn kết thông gia lén lúc bỏ trốn rồi. Càng hay, bổn tiểu thư cũng không hiếm lạ gì. Con nói gì vậy? Dạ không có gì. Không sao đâu, dì ạ, con hiểu được sự bất mãn của anh ấy mà. Tiểu tử thối này. À từ từ, chú ơi, chú cũng đừng có trách anh ấy. Hôm nay đúng thật là do con đến trễ trước mà. Đúng lúc con cũng có chút việc, con xin phép đi trước. Hôm khác con nhất định sẽ mời lại. Có chuyện gì mà quan trọng hơn cả cuộc gặp mặt hôm nay hả? Ông ơi, chuyện công việc mà. Dẹp đi. Lão già, con cái có tâm sự nghiệp, đây là chuyện tốt, cứ để con bé đi đi. Cảm ơn chú đã thông cảm cho con. Vậy con đi trước đây. Này, thật xin lỗi, đứa trẻ này bị tôi chiều hư rồi. Người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Tiểu tử thối đó, vậy mà nó lại dám bỏ trốn. Giang Cảnh, vừa nãy cô đi đâu đó? Con đến nhà vệ sinh ạ. Con đã đợi hơn 20 phút nhưng không gặp được ai. Tiểu tử thối, có chút chuyện thế mà cũng làm không xong nữa. Thời tiểu thư người ta đã tự tìm đường đến bàn riêng rồi. Hả? Vậy cô ấy đâu? Cô ấy tưởng con đi rồi nên cũng đợi đi luôn. Mình đợi cô ấy bao nhiêu lâu vậy mà cô ấy không đợi mình nổi một phút. Thật là không có chút phép tắc nào. Đứa trẻ này chắc là chưa đi xa đâu. Để ông gọi cuộc điện thoại kêu nó quay lại. Thật ngại quá, con đi nghe điện thoại đã. Nè nè, không sao, đều là người nhà cả, con cứ nghe ở đây đi. Dạ. Sao vậy? Anh xin Khương tổng nghỉ phép đi. Đi đến chỗ này với tôi. Được. Con, trên mặt con dính gì ạ? Giang Cảnh, con làm sao vậy? Bà nói con biết nha, nếu con dám ra ngoài trêu qua ghẹo Nguyệt, bà sẽ ở trước mặt thời lão gia đây đánh gãy chân con đó. Đó là vợ của con, không phải là hoa thơm cỏ lạ gì bên ngoài cả. Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Đây là điện thoại công việc thôi. Con còn vừa ký được một cái hợp đồng nữa. Ê, vậy thì được. Vậy thì con bận gì thì đi đi. Dạ, cảm ơn thầy lão gia hiểu cho. Lão già, cái này con trai tôi thật xin lỗi. Tôi biết là ai gọi điện thoại cho nó rồi. Hai đứa nhóc này đang tốt đẹp lắm, chúng ta cũng không cần phải lo lắng đâu. Nào, nè, ăn đi. Được, được, được. Ăn đi, ăn đi. Sao mà anh còn chưa hỏi tôi đi đâu? Thì đã ngoan ngoãn xin nghỉ phép rồi ra đây vậy? Đây không phải là tôi lấy vợ thì phải theo vợ à? Cô cũng đâu có đem tôi đi bán được. Vậy thì còn chưa chắc. Tôi thiếu tiền lắm.
tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền. Được rồi, không chọc anh nữa. Nếu mà anh muốn kiếm tiền, vậy thì đi với tôi. Đi đâu vậy? Cô không làm thêm nữa à? Đến Hạ Thị phỏng vấn. Hả? Nè, tôi không đi có được không? Đã đến đây rồi, anh sợ gì chứ? Tôi mới không có sợ. Anh chính là đang sợ hãi đó. À, hay là hồi trước lúc anh làm mẫu nam cũng từng nhận đơn của tập đoàn Hạ Thị rồi? Làm gì có. Vậy anh còn lớn ngớ ở đó làm gì? CV của chúng ta không dễ gì mới được thông qua tuyển chọn. Không phải cô ghét Hạ Tổng à? Tôi cũng ghét nữa. Tập đoàn Hạ Thị là doanh nghiệp hàng đầu, sao anh có thể vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến tiền đồ của mình? Thêm nữa là lương ở tập đoàn Hạ Thị một tháng ít nhiều gì cũng 5 chữ số đó. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội đổi đời trời cho đây. Nhưng mà tôi... Trời ơi, không có nhân nhị gì hết. Người nghèo thì chí phải cao. Đi thôi. Nè, tôi thật sự không đi được. Được thôi, vậy anh đi đi. Cô giận à? Không có. Tôi chỉ là cảm thấy chuyện hôn nhân của chúng ta bây giờ khá là bấp bênh. Sao lại bấp bênh chứ? Thì anh nghĩ đi. Nếu như anh không đi phỏng vấn mà tôi lại phỏng vấn đậu rồi, sau đó thì sao? Tôi thì thăng quan tiến chức, anh thì cứ dậm chân tại chỗ. Khoảng cách của chúng ta sẽ càng lúc càng xa. Chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Cuối cùng thì hôn nhân sẽ đi đến bờ vực. Có đi không? Đi. Vậy thì được, đi thôi. Người này trùng tên với CEO thì kệ đi. Đến CV còn copy của CEO nữa. Tôi chưa từng gặp tên mạo danh nào nhiệt huyết đến như vậy luôn đó. Phải không? Đợi lát nữa tôi phải xem thử tên mạo danh này rốt cuộc trông ra làm sao. Anh đi vào trong phòng họp này để phỏng vấn, tôi thì qua phòng bên kia. Được. Không phải là anh tưởng tôi sắp hôn anh đó chứ? Nếu như mà cô muốn hôn thì cũng không phải là không được. Tôi mới không thèm. Vậy thì khi nào cô mới muốn? Trời ơi, anh câm miệng lại đi. Lát nữa phỏng vấn anh phải cố lên đó. Hôm nay anh chỉ phải cạnh tranh với một người thôi, anh chắc chắn sẽ làm được. Mỹ nữ Trương Đào ứng viên đến phỏng vấn. Phải khiến cô thất vọng rồi. Anh ta không thể nào đậu phỏng vấn được đâu. Anh bị thần kinh nè. Anh đừng có nghe anh ta nói lung tung. Anh ta chỉ muốn chơi trò tâm lý với anh thôi. Người ngay không nói lời ẩn ý. Người phỏng vấn hôm nay là ba tôi. Tên mặt trắng, tôi khuyên anh là bây giờ thì đi về đi. Đừng để đến đó lại tự mình chuốc nhục nhã. Nghe anh nói vậy, nhân viên cấp cao của tập đoàn Hạ Thị đều là đưa người nhà đi cửa sau hả? Ừ, đây là cuộc sống tư bản. Hạ Thị từ bỏ một người tốt nghiệp đại học danh tiếng như tôi, không lẽ lại chọn tên mặt trắng như anh? Anh nói năng ý tứ chút đi. Ồ, mỹ nữ, nếu mà cô đi với tôi, tôi có thể nói với ba tôi cho cô vào thẳng Hạ Thị luôn. Thật ngại quá, con người tôi hơi háo sắc. Tôi nhìn thấy mặt anh sợ là mắt ói đến mức không nuốt nổi cơm. Không biết tốt xấu, cô gái theo đuổi tôi nhiều lắm. Thiên kim thần bí của tập đoàn Thời Thị cô biết không? Cũng là một trong những người theo đuổi tôi đó. Anh nói lung tung cái quái gì vậy? Cô ấy sao có thể thích loại người như anh chứ? Tôi không nói lung tung. Cô ấy khóc lóc xin tôi cưới cô ấy, nhưng mà tôi không có hứng thú. Đàn ông mà, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Anh, tôi phải kiện anh tội vu khống. Đừng kích động, đừng có tức giận vì những người không đâu. Cái gì mà không đâu chứ? Nếu như các người không chịu đi thì cứ ở đây chờ mà xem. Xem thử tôi phỏng vấn vào vị trí cấp cao thế nào. Tôi thấy còn chưa kịp nhìn thấy anh đậu phỏng vấn, ba anh đã bị giáng chức rồi. Anh nói lại lần nữa coi, la hét cái gì đó. Ba, ba đến rồi. Tên mặt trắng này, anh ta sỉ nhục ba. Tên mặt trắng nào? Chính là anh ta. Cậu là... Sao tôi nhìn mặt cậu thấy quen quen? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Ba, anh ta chính là tên mặt trắng giỏi ăn bám. Sao mà ba từng gặp anh ta được? Đúng thật. Khi nãy là cậu la hét nói tôi bị giáng chức hả? Đúng chứ? Là hiểu lầm cả thôi. Hiểu lầm. Không sao đâu. Không phải cô sắp xếp đến giờ phỏng vấn rồi sao? Cô mau đi đi. Tự anh có được không đó? Tin tôi đi.
Đợi tin tốt của tôi. Vậy tôi đi trước đây. Anh tưởng là đang đóng phim thần tượng à? Đáng tiếc là anh không phải nam chính. Mời ứng viên đến phỏng vấn vào phòng, con trai. Hôm nay phải để tên mặt trắng này biết được quyền lực của ba con ở Hạ Thị. Đi thôi. Trương Đào. Hạ. Hạ Văn Cảnh. Được lắm. Cậu chính là cái tên mạo danh đó à? Hạ, hạ. Cậu ta chính là ứng viên đã mạo danh thân phận của CEO đó. Anh đang nói lung tung gì vậy? Không sao đâu lão Lý. Anh cứ để ông ấy nói, hỗn láo. Lão Lý là xưng hô mà cậu được quyền gọi vậy sao? Ừ, tên mặt trắng như anh là muốn thấy sang bác Hoàng làm họ à? Các anh câm miệng hết đi. Hạ Tổng. Hả? Hả? Lão Lý, cậu ta không phải là ứng viên đã mạo danh thân phận của CEO sao? Trong cuộc họp tuần trước, tôi có may mắn gặp được CEO. Cậu ấy chính là Hạ Tổng hàng thật bao đổi trả. Anh đó. Cậu ấy là Hạ Tổng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hạ Tổng sao lại có thể đến ứng tuyển vào chính công ty của mình cơ chứ? Giờ tôi muốn đến đây, cho nên tôi đi cùng với cô ấy thôi. Sẵn tiện quan sát thử chất lượng nhân viên tuyển dụng của tập đoàn. Hạ Tổng, anh kết hôn rồi à? Bí mật. Giữ bí mật cho tôi. Dạ dạ dạ. Ông không phải là muốn tôi biết được quyền lực của ông ở Hạ Thị sao? Tôi muốn hỏi ông, ông đã giở trò gì đằng sau để nhét con trai của mình vào vậy? Hạ Tổng, tôi nói bừa thôi. Cậu xem cái miệng này của tôi. Tôi, nếu như hôm nay tôi không có ở đây, hai người các người có phải muốn để Trương Đào đi cửa sau vào không? Hạ Tổng, chúng tôi sai rồi. Hạ Tổng, đều là trưởng phòng Trương, ông ấy. Hạ Tổng. Hạ Tổng, tôi sai rồi, đều do thằng nghịch tử của tôi. Con còn ngay ra đó làm gì? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi đi. Nói đi, nghịch tử. Hạ Tổng. Hạ Tổng, cút. Hạ Tổng, sau này tôi nhất định sẽ nghiêm khắc quản thúc thằng nghịch tử này. Tuyệt đối sẽ không để nó làm chuyện ngu ngốc nữa. Không cần đâu. Tập đoàn Hạ Thị không chứa nổi mấy kẻ tự cao tự đại như hai người. Hạ Tổng, chúng tôi sai rồi. Sau này tôi không dám nữa. Cậu yên tâm, còn ngay ra đó làm gì nữa? Hai người cũng không muốn làm nữa à? À, dạ. Hạ Tổng, Hạ Tổng, cút ra ngoài. Hạ Tổng, nè, không phải chứ. Hạ Tổng, tôi còn mong muốn ở đây kiếm tiền dưỡng lão mà. Hạ Tổng, Hạ Tổng. Chắc là cô ấy cũng phỏng vấn xong rồi. Sao cô lại đến đây? Cô đến hồi nào vậy? Thứ nên nhìn thấy, thứ không nên nhìn thấy, tôi đều nhìn thấy hết rồi. Anh nói thật đi. Tôi... Anh thật là giỏi quá đi mất. Anh vậy mà có thể ở địa bàn của Hạ Thị trừng trị kẻ xấu xa. Thật ngại quá. Cái đó vừa nãy tôi kích động quá. Vậy thì đã làm sao? Chúng ta là vợ chồng mà, ôm nhau thì cũng là bình thường. Anh nói đi, anh làm sao mà trừ gian diệt ác được vậy? Thì cứ vạch trần hết đầu đuôi gốc ngọn những hành vi vi phạm của ba Trương Đào thôi. Trưởng phòng Trương đó không phải người của Hạ Thị sao? Bọn họ không phải là cùng một ruột hả? Cô hiểu lầm rồi. Tập đoàn Hạ Thị chú trọng nhất chính là sự công bằng. Trưởng phòng Trương là chuyện ngoài ý muốn thôi. Đúng rồi, bọn họ còn đặc biệt cảm ơn tôi đã vạch trần những hành vi sai phạm của ba Trương Đào nữa đó. Hạ Thị có thực sự tốt như vậy không? Tất nhiên rồi. Dưới quyền quản lý của Hạ Tổng, tập đoàn Hạ Thị nhất định sẽ càng tiến xa hơn nữa, càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng tôi nghe thấy mấy lời này của anh, sao mà giống như rất sùng bái tên Hạ Tổng đó quá vậy? Anh đừng có mà mắc bẫy đó. Tập đoàn Hạ Thị lớn mạnh như vậy, đó đều là gì? Đó là cơ nghiệp do tổ tiên truyền lại. Bây giờ Hạ Tổng gì đó,
Anh ta chỉ là ngồi không hưởng lợi thôi. Sao cô lại nhận định tôi như vậy chứ? Tôi không phải như vậy đâu mà. À đúng rồi, cô phỏng vấn thế nào rồi? Dễ như trở bàn tay. Tuần sau tôi sẽ đến nhận việc. Còn anh? Tôi à? Ông ấy không cần tôi. Cái gì? Nè, cái này, vị trí này chỉ có anh với Trương Đào cạnh tranh thôi. Anh ta đã bị đuổi ra rồi. Vậy vị trí đó không phải nên thuộc về anh sao? Họ chê tôi không có kinh nghiệm. Có phải là cô cảm thấy tôi vô dụng lắm không? Tất nhiên là không phải rồi. Trời ơi, đều tại tôi hết. Lúc đó gấp gáp quá rồi, cũng không có suy nghĩ kỹ lưỡng, cứ tự ý đi nộp CV cho anh. Mình đáng chết thật. Chắc chắn anh ấy cảm thấy rất nản lòng. Để sau này dạch rõ thân phận rồi, để sắp xếp cho anh ấy một công việc. Cô đừng tự trách nữa. Cô không phải cũng là vì tôi thôi sao? Hạ Tổng. Hạ Tổng. À, ý của tôi là Hạ tiên sinh là họ hàng của Hạ Tổng nhỉ? Đúng đúng đúng. Nhìn giống nhau vậy mà. Đúng đúng đúng. Họ hàng của Hạ Tổng. Hả? Cùng họ thôi. Nhiều người hỏi quá nên tôi cũng lười giải thích. Thật sao? Ừ. Cái đó chúng tôi còn phải phỏng vấn nữa. Đúng. À, vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa. Nè, tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Tôi nghe điện thoại cái. Tôi nghe điện thoại cái. CEO, chiếc vòng mà anh muốn Lục Thiếu đã lấy được cho anh rồi. Anh ấy hẹn anh tối nay gặp mặt ở chỗ cũ. Biết rồi. Ninh Ninh, đã hẹn xong tên Trương Đào cho cô rồi. Đến chỗ cũ cho cô xả giận. Tối nay gặp. Được. Khương Tổng gọi. Cô gọi quảng cáo thôi. Tên chó chết Trương Đào sao còn chưa tới nữa? Còn chưa tới giờ mà. Chắc là tưởng cô hẹn anh ta giữ anh ta rồi. Đang sửa soạn. Tôi khinh. Chó cũng không thèm anh ta. Anh ta đến rồi. Nếu như biết cô là thiên kim của thời gian, vậy thì đúng là một vở kịch hay. Đăng gì vậy? Đọc xong một quyển sách nữa rồi à? Thật là một ngày chăm chỉ. Cô cũng không có bị sốt. Trời ơi, cái này là đăng cho văn cảnh với ông xem đó. Nếu như ông mà biết tôi ra ngoài uống rượu, chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi. Ông thời sẽ không đỡ đâu. Đúng rồi, cô đi phỏng vấn sao rồi? Tôi ra quân không lẽ còn thất bại à? Nhưng mà chỉ là văn cảnh, rất phỏng vấn rồi. Cái anh mẫu nam nhà cô, tên nghe cũng hay quá nhỉ. Mẫu nam Hoàng Lương vốn dĩ không phải là việc dễ dàng gì. Nếu thật sự không được, cô xem thử cái này đi. Hợp tác sinh con. Ừ. Tôi đùa với cô thôi. Làm gì có mẹ đường mà giàu qua cô nữa. Nhưng mà nghe nói anh ấy nhìn cũng đẹp trai lắm hả? Cô mau nói xem. Anh ấy nhìn thì đúng là đẹp trai đến không chịu nổi luôn. Eo nhỏ, chân dài, mông nảy. Nghe nói mấy người mông nảy được lắm đó. Cô ở chung hai ngày nay thế nào rồi? Cô kích động như vậy làm gì? Hai chúng tôi chia phòng ra ngủ mà. À, trong sáng vậy à? Nhưng mà cũng đúng, cô kết hôn chỉ là để đối phó với ông nội thời thôi mà. Sớm muộn gì cũng phải chia tay thôi. Đúng, tôi chắc chắn phải ly hôn rồi. Tôi kết hôn cũng chẳng qua là kế sách tạm thời thôi. Để đến lúc ông biết tôi không cần dựa vào việc kết thông gia cũng có thể gánh vác được thời thị, thì tất nhiên là tôi không cần tiếp tục diễn với anh ta nữa. Thật sao? Tất nhiên. Được rồi. Nè, tôi nghe nói Thời Thị và Hạ Thị đều muốn có được mảnh đất ở ngoại ô phía Tây. Là thật không? Đúng. Mảnh đất đó rất thích hợp để làm khu nghỉ dưỡng. Thời Thị đã ưng ý từ trước rồi. Không ngờ Hạ Thị cũng vậy. Alo. Chúng tôi đang ở bên trong. Anh vào đi. Trương Đào đến rồi. Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút. Được. Ai mà không đỡ ly hôn chứ?
Anh đẹp trai thì có đầy đường, không được thì đổi. Nè anh Đào, anh Đào, anh nói thiên kim của Hứa Gia vào thời gian hẹn anh là có chuyện gì tốt sao? Con gái mà hẹn con trai thì còn có thể làm gì được nữa. Anh Đào đúng thật là có phúc hưởng. À anh Đào, sau này một bước lên mây rồi thì đừng quên tiểu đệ này nha. Yên tâm, đợi tôi lấy được thiên kim của Thời Gia, nắm trọn tập đoàn Thời Thị rồi, cậu sẽ là trợ lý của tôi. Cảm ơn anh Đào. Vậy thì tôi không làm phiền nữa. Hứa tiểu thư, sao lại là cô? Anh xem như cũng đến rồi. Cô còn dám ra đây à? Tại sao tôi lại không dám chứ? Nếu như không phải cô quyến rũ tôi có thể rơi vào bước đường này à? Anh nói như vậy, có phải địa ý không ra, cô phải trách trái đất không đủ lực hút không? Cô đừng tưởng chỉ có cô mới có người chống lưng cho. Cái đồ ngu ngốc nào lại đồng ý giúp anh? Cái đồ trong đầu toàn là phân chứ. Cô dám chửi thiên kim của Thời Gia là đồ ngu hả? Thiên kim của Thời Gia? Chắc không phải anh tưởng thiên kim của Thời Gia thật sự ưng anh rồi chứ? Tối nay chính là thiên kim của Thời Gia chủ động hẹn tôi. Đợi khi tôi lấy được thiên kim của Thời Gia rồi, tập đoàn Thời Thị chỉ cần tôi nói một tiếng là được. Anh ở đây nằm mơ giữa ban ngày à? Bây giờ cóc ghẻ thật dám nghĩ. Nếu như cô đắc tội với tôi, chính là đắc tội với Thời Gia. Ngược lại tôi muốn xem thử Hạ Thị có sẽ vì cô mà đắc tội với Thời Gia không. Chuyện này liên quan gì đến Hạ Thị? Còn giờ dịch nữa, người đàn ông đó của cô không phải chính là... Dừng, mở miệng toàn là nói tục, không có chút lịch sự nào. Cái đồ ngu ngốc anh, không phải đến giờ vẫn không đoán ra tôi là ai chứ? Cô là ai? Người theo đuổi anh đó, đại tiểu thư của Thời Gia. Cái gì? Hứa tiểu thư, không phải là cô đang đùa chứ? Cô ta sao có thể là thiên kim của Thời Gia được? Ai rảnh mà đùa với anh? Tôi cô mới nãy không phải lớn giọng lắm sao? Tiêu rồi, trước thì đắc tội với Hạ Gia, bây giờ lại mạo phạm đến thiên kim của Thời Gia, ba mẹ sẽ đập chết mình rồi. Thời đại tiểu thư, mới nãy tôi chỉ là ăn nói ngông cuồng. Cô quân tử không trách kẻ tiểu nhân, cứ xem tôi là cái rắm. Mặc kệ đi. Vậy thì sao được? Anh đi khắp nơi nói với mọi người tôi là người theo đuổi anh. Nếu tôi còn không làm gì nữa thì không phải là phí cả tâm tư của anh rồi. Cô ấy muốn mình làm gì vậy? Cô ấy ưng mình rồi. Thời đại tiểu thư, cô không cần làm gì tôi cả. Có thể lọt vào mắt xanh của thời đại tiểu thư, tôi đã rất... Nói dớ dẫn gì vậy? Alo chú Trần, chú phong sát một người trong toàn ngành giúp con. Ừ, tên là Trương Đào, ba của anh ta là trưởng phòng nhân sự, vừa bị Hạ Thị cho thôi việc đó. Thời đại tiểu thư, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Cô tha cho tôi đi mà. Ồn ào, mau cút ra ngoài. Thời đại tiểu thư, tôi vẫn còn trẻ, cả nhà tôi còn đợi tôi đem tiền về nuôi nữa. Tôi không thể bị phong sát như vậy đâu. Anh buông tôi ra. Lúc trước anh suy nghĩ làm sao? Đây nè, trái tim biển cả mà anh kêu tôi lấy về 1 tỷ đô, nhớ chuyển vào tài khoản tôi đó. Lục tổng cứ yên tâm, lát nữa tôi sẽ cho người chuyển cho anh. Trợ lý Khương làm việc thì tôi yên tâm rồi. Món trang sức này có phải tặng cho mẹ kế trong nhà anh không? Cút. Tôi tặng cho vợ tôi. Vợ à? Anh kết hôn rồi hả? Với ai vậy? Lúc nào? Sao tôi không biết gì cả? Không phải chứ, tôi cũng đâu kết hôn với anh. Anh kích động cái gì chứ? Ai muốn kết hôn với anh chứ? Không phải. Anh kết hôn với ai vậy? Hả? Lúc trước anh nghĩ cái gì? Ninh. Thời Ninh, nếu như cô dám không chừa đường sống cho tôi sẽ cho cô chết. Ninh, nếu như cô dám không chịu đựng sống cho tôi sẽ cho cô chết. Ai dám động đến, anh muốn cho ai chết? Hạ Tổng. Tôi. Hạ Văn Cảnh, sao anh lại ở đây? Cô không bị thương chứ? Tôi không sao. Không phải cô đang ở nhà đọc sách sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tên Trương Đào đáng chết này vẫn chưa tiết lộ thân phận của mình chứ? Cái đó không phải là vì tôi đọc sách xong rồi thấy anh vẫn chưa về cho nên mới ra ngoài đi chơi với bạn thôi. Sau này nếu như còn đến mấy nơi thế này thì cứ gọi tôi,
để tránh gặp phải mấy thứ rác rưởi không an toàn. Hạ Tống, Hạ Tống, tôi sai rồi, anh tha cho tôi một lần đi. Câm miệng. Anh tha thứ cho tôi một lần đi mà. Hạ Tống, xin lỗi vợ tôi. Vợ hả? Thời đại tiểu thư, tôi sai rồi. Là tôi không cần thể diện. Được rồi. Còn không mau cút đi. Dạ dạ dạ. Vừa nãy sao Trương Đào lại gọi anh là Hạ Tổng? Tôi cũng không biết tại sao anh ta lại gọi như vậy nữa. À đúng rồi, mới nãy sao anh ta cũng gọi cô là thời đại tiểu thư? Không phải tôi cũng họ Thời sao? Anh ta chỉ là đang chế nhạo tôi thôi. Cùng họ với thời đại tiểu thư, nhưng số mệnh lại không được vậy. Thời tiểu thư nếu mà có thể ưng được người như vậy thì vận mệnh cũng không tốt đến đâu đâu. Tôi cảm thấy chắc là thời đại tiểu thư như cô ấy cũng rất ghét cái tên như vậy thôi. Sao cô biết? Tôi đoán vậy. Không phải chúng tôi đều là phụ nữ à? Ninh Ninh, giới thiệu cho tôi đi. Anh ấy đẹp trai quá. Lần này cô lời to rồi. Người này là, chính là Hạ Văn Cảnh. Người này là sếp của Hạ Văn Cảnh, Khương Tổng. Người này... À, tôi là đồng nghiệp của anh Cảnh. Đồng nghiệp của anh có bình thường không? Bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Tôi và anh Cảnh đều làm công cho Khương Tổng. Đúng chứ, Khương Tổng? À, đúng rồi. À, 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 đúng rồi, đúng rồi. Người này là, chính là bạn thân nhất của tôi, An An. Hôm nay mọi người khó có dịp tề tự. Hay là ngồi xuống uống một ly đi. Hôm nay không uống được, trễ lắm rồi. Ngày mai còn có việc nữa, hôm khác rồi uống. À đúng, ngày mai là tôi chính thức đi thực tập rồi. Tôi cũng không thể đến trễ được. Được rồi, vậy các anh uống được không? Tất nhiên là được rồi. Hay là anh Cảnh, anh về trước đi. Tôi và Khương Tổng ở lại đây uống vài ly. Vậy anh về trước đi. Vậy chúng tôi đi trước đây. Nhớ chú ý an toàn. Tôi đã chuẩn bị cho cô một món quà. Quà? Ừ. Quà nhận việc. Vậy mà anh lại chuẩn bị quà cho tôi sao? Đây không phải là trái tim biển cả trị giá 1 tỷ à? Cô biết à? Tất nhiên là tôi biết rồi. Sáng nay tôi có xem tin tức đó. Đây không phải là món trang sức được đấu giá sao? Anh lấy đâu ra tiền? Không phải, đây là đồ giả thôi. À, đồ giả hả? Sao mà tôi mua nổi đồ thật chứ? Cũng đúng. Nhưng mà đồ giả này chế tác cũng tinh xảo phết. Thích không? Thích chứ. Cô không chê là đồ giả sao? Đây chắc chắn là món tốt nhất anh có thể tặng tôi. Sao tôi có thể chê được chứ? Đẹp không? Đẹp quá luôn. Ngày mai tôi sẽ đeo đi làm. Được. Lưu Chí Đức, tổ trưởng tổ thiết kế. Các vị, tôi tuyên bố một tin. Trần Quang, nhân viên thiết kế. Tiểu Hà, nhân viên thiết kế. Đại tiểu thư của tập đoàn Thời Thị sắp đến công ty chúng ta để thực tập rồi. Nghe tin tức của Thời Gia, còn là cố ý đổi tên để đến đây nữa. Nghe nói Thời Gia sắp kết thông gia với Hạ Gia rồi. Vậy đại tiểu thư của Thời Gia sau này không phải cũng là phu nhân CEO của chúng ta rồi sao? Vậy chúng ta phải chăm sóc thật tốt vị phu nhân CEO này rồi. Phu nhân CEO chỉ cần vui vẻ, nó không chừng chúng ta còn có thể được tăng lương, được thăng chức. Thời Di Di, nhân viên của tập đoàn Hạ Thị, trưởng bộ phận lương. Thời đại tiểu thư, nào nào nào, để tôi giới thiệu với cô. Đây là Trần Quang và Tiểu Hà, nhân viên của bộ phận chúng tôi. Vị này chính là đại tiểu thư của tập đoàn Thời Thị, Thời Di Di. Tập đoàn Thời Thị. À Di Di, chào mừng cô đến với tổ thiết kế chúng tôi. Đây là bàn làm việc của cô. Sau này nếu có việc gì thì cứ hỏi hai chúng tôi là được. Khó trách lúc phỏng vấn lại thuận lợi như vậy. Bọn họ lại xem mình là thiên kim của Thời Gian. Các cô đó nhất định phải chiếu cố Di Di cho tốt. Tổ trưởng, anh cứ yên tâm. Vậy thì Di Di, buổi tối có tiện cùng nhau ăn bữa cơm không? Được thôi. Này, vậy cô muốn đi đâu? Gần đây có nhà hàng nào ngon nhất nhỉ? Tất nhiên là Ngựa Cảnh Viên rồi. Vậy đến Ngựa Cảnh Viên đi. Được. Tối nay tan làm rồi, hai người cùng đi ăn chung luôn đi. Cảm ơn tổ trưởng. À đúng rồi, lát nữa có một người mới tên là Thời Ninh. Các cô cũng hướng dẫn nhé. Được. Vậy các cô cứ nói chuyện đi. Di Di, đây chính là sợi dây chuyền trái tim biển cả đó sao?
Cái này nghe nói đến tiệm biển cả đã được một nhà giàu trong nước mua được rồi, còn đã giá 1 tỷ đô để lấy về đó. Không ngờ lẽ trên người cô trái tim biển cả gì. Cái gì mà 1 tỷ đô? Cái này chỉ là mình mua đại thôi mà. Cái này đây là do hạ tổng của chúng tôi tặng cô phải không? Dì dì, tôi thật hâm mộ cô quá đi mất. Đúng. Chào mọi người, tôi tên là Thời Ninh, là thực tập sinh mới đến của bộ phận thiết kế. Trùng hợp vậy sao? Hai người đều họ Thời hả? Hai người chắc không phải là người một nhà đó chứ? Tôi là con một. À, hóa ra chỉ là cùng họ thôi nhỉ. Chỗ ở trong góc đó là bàn làm việc của cô. À, được. Cũng hơi khác rồi. Di Di, cô có muốn uống cà phê không? Được thôi. Người mới đến, cô đi rót cà phê cho Di Di đi. Cô đi rót cà phê cho Di Di đi. Gọi cô đó Thời Ninh. Lỗ tai bị điếc hả? Cô ấy muốn uống cà phê, sao không tự mình động tay đi pha đi? Di Di của chúng ta là thiên kim đại tiểu thư, chút chuyện giặt giảnh này sao có thể để cô ấy tự mình làm được. Đúng vậy. Quá ra đây là đại tiểu thư được cấp trên chuyển đến đây làm việc hả? Chỉ có cô rảnh nhất. Cô không đi thì ai đi? Tôi đến đây để làm thiết kế, không phải đến làm tạp vụ. Thiết kế à? Cô xem bản vẽ thiết kế có hiểu không? Một thực tập sinh không hề có chút kinh nghiệm làm gì. Kêu cô đi pha cà phê là cho cô cơ hội rồi, còn không mau đi đi. Kệ đi. Vừa mới đến, nhịn một chút cho trời yên biển lặng. Phòng trà nước ở bên kia. Di Di, đây là túi xách mẫu mới của Ái Gia sao? Đẹp quá đi mất. Nè, cà phê của cô nè. Nóng quá vậy? Cô muốn bỏng chết tôi hả? Di Di, cô không sao chứ? Một chút gì cũng không làm được. Lóng ngày lóng ngóng. Cô có được tích sự gì không? Là tự cô ấy làm đổ ra tay. Cô xảo biện nữa, bao giờ dẹp chỗ sàn nhà bị dơ đi. Rồi pha ly cà phê khác qua đây. Không được tích sự gì. Giống như đi con đường không chân chính gì để vào đây rồi, thì còn được tích sự gì chứ? Cô đừng có nói lung tung. Tôi là phỏng vấn rồi mới vào nhận việc đó. Công ty chúng tôi giống dĩ chỉ tuyển nhà thiết kế mới. Người trong danh sách chỉ có Di Di thôi. Mà cô cũng xuất hiện nữa. Nếu như nói cô không đút lót gì đó để đưa cửa sau thì ai mà tin chứ? Người bây giờ để đi đường tắt cũng không tiếc phải bán mình luôn mà. Nhìn thì cũng khá ngoan ngoãn đó. Sao lại làm ra chuyện như vậy được thế? Các cô đây là đang bịa đặt. Đây mà là bịa đặt cái gì? Tuổi tác còn trẻ vậy, dám làm mà không dám giận hay sao? Tôi không làm sao tôi phải giận chứ? Ai tố cáo thì người đó đưa bằng chứng. Các cô có bằng chứng hay không? Chuyện này còn cần bằng chứng gì chứ? Nè, sao cô cũng đeo trái tim biển cả vậy? Sao cô cũng đeo sợi dây chuyền trái tim biển cả vậy? Cái này vừa nhìn đã biết đồ giả rồi. Thân là nhà thiết kế, không biết xấu hổ lại đeo đồ giả. Đúng thật là mất mặt. Trái tim biển cả hàng thật, trị giá đến hàng tỷ đô. Chỉ dựa vào đồ nhà quê như cô, trên người toàn hàng chợ rẻ tiền, sao mà mua nổi chứ? Của tôi là... Là cái gì? Không phải là cô định nói đây là thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng nào đó chứ? Nói xạo thì cũng có chừng mực thôi. Nhìn thì cũng giống tác phẩm của nhà thiết kế Selina đó. Chỉ chẳng qua là bắt chước cũng quá hạ cấp rồi. Nhà thiết kế Selina trước giờ chưa từng thiết kế loại quần áo thế này. Tôi chính là... Kệ đi. Cho dù nói với họ mình là Selina, bọn họ cũng sẽ không tin đâu. Nè, cô làm gì vậy? Cô trả dây chuyền lại cho tôi. Tránh ra. Gì gì? Cái này với sợi dây chuyền của cô, sao lại nhìn như là giống như đồ chợ vậy? Cái này còn tỉ mỉ hơn nữa, sao có thể chứ? Trời ơi, đưa tôi. Đều đeo đồ giả cả. So sánh cái gì? Ai đeo đồ giả chứ? Đúng, Di Di sao có thể đeo đồ giả được? Cô có biết là trái tim biển cả nhìn ra làm sao không? Di Di của chúng tôi không thể nào đeo đồ giả được. Trái tim biển cả vốn nổi tiếng là nhờ những viên đá ngọc bích chưa mài. Viên ngọc bích này của cô vừa nhìn đã biết là dụng lực quá mạnh, cho nên vết cắt mờ nhạt. Quá ra là như vậy. CEO đối với cô thật tốt. CEO, cô chính là người phụ nữ của Hạ Tổng à? Biết rồi thì tốt. Đây chính là quà mà Hạ Tổng tặng cho Di Di đó. Nếu như cô dám chọc giận Di Di, có tin là Di Di sẽ mét với CEO cho cô thu dọn đồ đạc, cuốn xéo khỏi đây không? Được thôi. Vậy các cô gọi CEO qua đây đi. Không được. Tại sao lại không được? Anh ấy bận trăm công nghìn việc, không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền anh ấy được. Kệ đi, tôi lười so đo với cô. Trời ơi, Di Di, nếu như anh ấy biết tôi ở tổ thiết kế bị người khác bắt nạt, nó không chừng là sẽ đổi hết người trong tổ thiết kế đi mất. Đúng, đúng là Di Di suy nghĩ chu đáo. Chút chuyện nhỏ này vẫn đừng nên làm phiền đến CEO. Di Di tốt bụng, lần này không so đo với cô. Nếu như mà còn có lần sau thì cô cứ chờ xem.
Tôi còn là lần đầu tiên đến ngự cảnh viên đó. Không gian này thật là tốt quá. Nhờ phúc của Di Di cả. Nếu không thì chúng ta làm gì có cơ hội đến đây ăn cơm. Chỗ này cũng là sản nghiệp của Hạ Thị. Di Di chắc là cũng thường đến đây ăn cơm nhỉ? À đúng rồi, tôi cũng sắp ăn đến ngán rồi. Vậy nếu như mọi người chưa từng ăn thì cứ thử chút cũng được. Di Di, cô đối với ngự cảnh viên chắc là quen thuộc nhất rồi. Vậy thì cô gọi món đi. Sao lại đắt tiền vậy chứ? À hay là tổ trưởng chọn đi. Anh muốn ăn gì thì cứ chọn món đó là được. Không không không, cô chọn đi. À vậy thì để Thời Ninh gọi đi. Chắc chắn cô ấy chưa từng đến nhà hàng nổi tiếng như thế này. Không cần thực đơn đâu. Trong một phần bí ngô bát bảo, bào ngư Úc, thịt bò Úc xào dưa leo, với lại một phần gà xé măng nữa. Với trang thứ hai của thực đơn, mỗi thứ mang lên một phần. Mỗi người một phần tổ yến nữa. Được ạ. Thời Ninh, cô đừng có gọi bừa. Vị khách này gọi đều là những món ngon nhất của ngự cảnh viên. Sao cô biết những món đó là món ngon nhất? Chắc là hồi trước Thời Ninh từng làm phục vụ ở đây nhỉ? Quá ra là từng phục vụ hay sao? Khó trách. Ở chỗ các anh có rượu gì không? Có thưa tiên sinh. Lấy chai rượu 30 vạn này đi. Được ạ. Tổ trưởng, anh mời chúng tôi uống rượu 30 vạn hả? Sao mà tôi mời nổi chứ. À ngự cảnh viên là do Di Di tiểu thư nói muốn đến mà. Vậy thì bữa hôm nay chúng ta phải cảm ơn Di Di tiểu thư rồi. Ra là Di Di mời à. Cảm ơn Di Di. Di Di, tôi nghe nói kem đối lửa của họ một phần là 2 vạn, có thể gọi được không? Kem gì mà đắt tiền vậy? Tôi cũng muốn thử. Di Di tiểu thư sao lại không nói gì vậy? Không phải là không trả nổi chứ? Thời Ninh, Di Di sao mà không trả nổi được? Đúng không Di Di? Thời Ninh, cô đừng có ăn nói lung tung. Mọi người muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái đi. Di Di thật hào phóng. Tôi đi gọi điện thoại cái đã. Tôi đi vệ sinh. Thời Ninh, cô đi theo tôi làm gì? Tất nhiên là tôi sợ cô bỏ về rồi. Sao có thể chứ? Tối nay em đi ăn với đồng nghiệp. Có gói thức ăn đem về cho anh nữa. Được. Xong rồi thì gọi cho anh. Anh đến đón em. Ừ. Được thôi. Chào Thời Đại tiểu thư. Giám đốc Lâm, lâu quá không gặp. Cô vẫn còn nhớ tôi sao? Ông tôi thích ăn đồ ăn ở ngự cảnh viên như thế. Tất nhiên là tôi nhớ ông rồi. Nói như vậy hôm nay cô đến đây cùng với lão gia sao? Vậy thì tôi phải đến gặp lão gia rồi. Trời ơi, không phải như vậy đâu. Hôm nay tôi qua đây ăn với đồng nghiệp. À đúng rồi, giám đốc Lâm, ông giúp tôi gói mấy món đồ ăn ngon để lát nữa tôi mang về nha. Được. Cảm ơn ông. Xin phép tôi đi vệ sinh chút. Tôi đi trước nha. Xem đầu óc tôi này. Ai già quên mất chuyện kia rồi. Alo, giúp tôi kiểm tra Thời tiểu thư dùng cơm ở bàn nào vậy? Chuyện gì vậy? Hình như chúng ta không có gọi nhiều món như vậy mà. Có phải lên món sai rồi hay không? Mấy món này nhìn cũng ngon lắm. Lên sai món cũng không sao. Chúng ta có thể gói mang về không? Đúng, thật là cảm ơn Di Di. Đừng khách sáo. Di Di, cô cũng mau ngồi đi. Nào, chúng ta ăn cơm thôi. Để lát nữa thì đồ ăn nguội hết. Di Di tiểu thư, có thể thanh toán được rồi. Đồ vô dụng, sao còn chưa gọi điện thoại cho mình nữa? Di Di tiểu thư, chứ không phải là cô không trả nổi chứ? Ai không trả nổi hả? Thời Ninh, cô nói cái gì vậy? Di Di, cô mau trả tiền đi, cho cô ấy một cú tát cho mặt. Nếu cần cô xin lỗi tôi, nói rõ ràng chuyện hồi sáng. Tôi sẽ thanh toán bữa này cho. Thế nào? Đồ trên người cô, trên dưới cộng lại còn không đắt tiền bằng đôi khuyên tai của tôi nữa. Cô lấy gì trả? Vậy thì cô trả đi. Tôi đi gọi điện thoại. Cô chắc không phải muốn thừa cơ dạy trốn chứ? Thời Ninh, cô bớt ở đây nói năng lung tung đi. Di Di, cô cứ ở đây gọi điện thoại đi, không phải vội. Nhấc máy đi. Nhấc máy đi chứ. Xin cho hỏi vị nào là Thời tiểu thư ạ? À? À ở đây. Thời tiểu thư, đây là hóa đơn, tổng cộng là 42 vạn.
Hối cái gì mà hối? Anh biết tôi là ai không? Thời tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Đây là thẻ đen cao cấp nhất của người cảnh viên chúng tôi. Xin tặng cho cô. Sau này cô đến ăn cơm người cảnh viên thì sẽ được miễn phí, không có giới hạn. Cho tôi sao? Đúng vậy. Đương nhiên là cho cô rồi. Chứ không lẽ lại cho cái người không hiểu phép tắc kia sao? Hâm mộ Di Di thật đó. Thẻ đen này chắc chắn là được dùng rất nhiều lần. Cũng tạm. Vậy bữa cơm này của chúng tôi cũng được miễn phí sao? Đương nhiên rồi. Thời tiểu thư là khách quý của người cảnh viên chúng tôi. Nếu cô có cần gì thì lúc nào cũng đến để tìm tôi. Vậy tôi không làm phiền cô và bạn bè cô nữa. Đây chính là thẻ đen trong truyền thuyết đó sao? Thật không ngờ tôi có cơ hội được nhìn thấy. Thật hâm mộ cô quá, Di Di. Chỉ là một tấm thẻ thôi mà. Sau này nếu như mọi người muốn đến thì cứ nói. Cảm ơn Di Di. Cảm ơn Di Di. Sau này tổ thiết kế chúng ta đều phải nhờ vào Di Di chiếu cố rồi. Nào 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 nào, chúng ta mời Di Di tiểu thư một ly đi. Thời Ninh, cô còn ngay ra đó làm gì? Còn không đi lấy ly rót rượu cho mọi người đi. Đổi biệt danh từ khi nào vậy? Alo, chồng của Thời Ninh à? Chúng tôi đang ở ngựa cảnh viên, quấy sai rồi. Anh mau đến đón cô ấy đi. Nè cô, cô làm gì mà cướp điện thoại của tôi? Cô nói năng cẩn thận chút, cái gì mà cướp chứ? Đội trưởng, anh xem cô ấy kìa. Tôi chỉ là muốn xem thử chồng cô ấy ra làm sao thôi. Để cô ấy nhìn rõ thôi. Tuổi tác chứ còn nhỏ mà sao nói chuyện khó nghe quá. Thời Ninh, cô đừng có nhỏ nhen như vậy. Mọi người cũng chỉ là vì muốn tốt cho cô thôi. Tốt cho tôi? Các người rốt cuộc là vì muốn tốt cho tôi hay là muốn thỏa mãn sự tò mò hóng hớt của bản thân? Nếu như các người thật sự muốn tốt cho tôi thì anh cho tôi mấy trăm vạn đi. Tổ trưởng, anh nhìn cô ấy đi. Đã nghèo thì thôi, còn ăn giả với chúng ta nữa chứ. Ai ăn giả hả? Không phải các người nói là vì tốt cho tôi sao? Cô, Thời Ninh, không ngờ cô mới tốt nghiệp đã kết hôn rồi. Thời Ninh, chồng của cô nhìn như thế nào? Có đẹp trai không? Lát nữa giới thiệu cho chúng tôi biết với. Chồng tôi đẹp trai không thì liên quan quái gì đến cô? Cô, cảm ơn vì đã mời nha. Đi đây. Tổ trưởng, Di Di, mọi người nhìn cô ta kìa. Sau này tôi phải dạy dỗ lại cô ta. Nè, người cảnh viên này có thể hát karaoke nữa. Tối nay tôi mời mọi người hát karaoke nha. Hy vọng Di Di tiểu thư có thể chung vui. Được. Gói đem về nhiều đồ ăn như vậy, chắc chắn sẽ có món văn cảnh thích ăn. Sếp đi thông thả. Sếp đi thông thả. Văn cảnh. Bọn họ đây là... À, Khương Tổng vừa mới đi. Bọn họ ra đây để tiễn Khương Tổng. Sao em không thấy Khương Tổng đâu vậy? Anh ấy vừa mới đi rồi. Mọi người về trước đi. Không phải nói là em say rồi sao? Sao em không đợi anh đến đón? Trời ơi, em vốn đâu có uống rượu đâu. Bọn họ lừa anh thôi. Em ở công ty bị người ta ăn hiếp hả? Không có. Chuyện nhỏ thôi mà, tự em có thể giải quyết được. Nếu như có chuyện gì thì em cứ nói với anh. Được, chúng ta cũng không phải trẻ con nữa. Lo cho em vậy à? Nếu như em có chuyện gì không giải quyết được thì em sẽ nói với anh Hạ Tổng. Đừng có gọi lung tung. Tên tên, em còn mang đồ ăn về cho anh nữa nè. À đúng rồi, chắc là anh đã ăn tối với Khương Tổng rồi đúng không? Không có. Khương Tổng bàn việc với người ta, anh làm gì có cơ hội ngồi chung bàn chứ. Vậy chúng ta đem về hâm nóng lại ăn đi. Được. Đồ ăn ngon như vậy, anh phải ăn thật ngon mới được. Đi. Đi. Chào hai người. Ông ấy đang chào ai vậy? Chào anh hả? Không phải đâu, anh không quen ông ấy. Em cũng không quen ông ấy. Chắc là nhận nhầm người rồi. Chúng ta mau đi thôi, đi. Chúng ta đi thôi. Hạ Tổng, Thời Đại tiểu thư. Hai người làm sao mà tôi càng gọi thì càng chạy nhanh vậy? À đúng rồi, Thời Đại tiểu thư. Hai người sao lại khoác tay nhau rồi? À, ông nhận nhầm người rồi. Thời Đại tiểu thư mà ông nói đang ở trong phòng kia đó. Tôi chỉ là tài xế thôi, sao dám nhận danh xưng Hạ Tổng gì đó chứ? Chắc là ông định tìm Khương Tổng hả? Khương Tổng đã đi rồi. Xin lỗi nha, nha. Không sao. Cái đó, nếu mà ông tìm Thời Đại tiểu thư thì ông cứ đi đến phòng riêng đó tìm là gặp. Còn nếu như ông muốn tìm sếp của tôi thì ông có thể gọi điện thoại thẳng cho trợ lý của anh ấy. À, được.
Vậy nếu như không có việc gì nữa, chúng tôi đi trước đây. À, quý khách đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại ghé. Cảm ơn, cảm ơn. Văn Cảnh, chúng ta đi thôi. Được. Nè, đại tiểu thư, để tôi tiễn cô. Trời ơi, vừa nãy là Thời Ninh sao? Người đi theo phía sau không phải là chồng mà cô ấy nói đó chứ. Đáng tiếc là không nhìn được mặt. Nhưng mà nhìn dáng vẻ cũng cao ráo thật. Gì gì, cô có nhìn thấy không? Tôi nhìn thấy rồi, chính là lão già hơn 50 tuổi đó đó. Cái gì? Di Di, chắc không phải cô nhìn nhầm rồi chứ? Di Di sao mà nhìn nhầm được? Tôi nhìn thấy rõ ràng, chính là lão già đó. Có trách, chúng ta chỉ là gọi chồng của cô ấy đến mà cô ấy đã tức giận như vậy rồi. Hóa ra là được đại gia bao nuôi, cũng tự biết mất mặt cho nên không dám nói. Nhưng nếu lỡ là người nhà của cô ấy thì sao? Di Di, cô quá ngây thơ rồi. Cái loại như Thời Ninh, là cô nhi không cha không mẹ vừa tốt nghiệp, chắc chắn là được đại gia bao nuôi rồi. Thêm nữa là chính miệng Thời Ninh thừa nhận là chồng của cô ấy mà. Trời ơi, nếu mà tôi nói Thời Ninh này chỉ là chấp nhận sa ngã, chịu đi theo ông già đó, thì còn không bằng đi theo tổ trưởng của chúng ta đây. Tổ trưởng của chúng ta tuổi không còn trẻ, nhưng vẫn tốt hơn lão già đó nhiều. Đừng nói lung tung, đi karaoke thôi. Nè. Cảm ơn. Nè, ăn cái này đi. Đi làm ngày đầu tiên để bắt tăng ca, đúng là vô nhân tính. Nếu như không phải là công việc quan trọng thì để mai rồi làm. Em mới vừa đi làm ngày đầu tiên, làm sao được giao việc quan trọng chứ. Cũng không biết tại sao bọn họ lại chống đối với em như vậy nữa. Ghét không cần lý do, thích thì mới cần. Nếu như em không muốn đi làm thì đừng đi nữa. Vậy thì làm sao được chứ. Em không thèm lâm trận bỏ chạy đâu. Thêm nữa, nhà mình cũng phải có người kiếm tiền chứ. Có tiền nhưng không thể tiêu xài quang minh chính đại, thật khổ sở quá mà. À đúng rồi, Khương Tổng cảm thấy năng lực làm việc của anh rất tốt, nên muốn giữ anh lại bên cạnh, học hỏi thêm, lại còn tăng lương cho anh nữa. Thật sao? Ừ. Tăng bao nhiêu? 3.000. Vậy bây giờ lương mỗi tháng của anh là được 6.000 rồi. Ờ. Đỉnh quá. Như vậy anh đó, ăn thêm nữa đi. Em đi xử lý công việc đã. Để em xử lý công việc xong rồi em sẽ chuẩn bị quà cho anh. Được. Chân Cảnh, xong việc rồi à? Anh mau mặc đồ vào đàng hoàng đi. Thế nào, không dám nhìn hả? Vợ chồng hợp pháp, em có gì mà không dám nhìn chứ. Em nhìn đó thì sao? Chỉ nhìn không thì sao mà đủ? Hay là sờ thử đi. Ai thèm sờ anh chứ. Người nào đang đỏ mặt thèm sờ đó. Em không có đỏ mặt. Anh đừng nói lung tung. Anh... Đợi đã. Chỉ vậy rồi đi hả? À đúng rồi. Nếu mà anh được thăng chức rồi thì cầm thẻ này đi mua cho mình 2 bộ đồ đẹp đẹp đi. Anh cười cái gì? Lần đầu tiên có người đưa thẻ cho anh đó. Trước đây lúc anh làm mẫu nam, không có ai đưa thẻ cho anh hả? Không có. Anh rất biết giữ mình trong sạch đó, biết không hả? Em không tin. Anh chỉ cho em xem thôi. Miệng lưỡi dẻo quẹo à. Trong thẻ này không có nhiều tiền, nhưng đã là một nửa tiền tiết kiệm của em rồi đó. Anh nhất định phải cố gắng làm việc. Tuân lệnh. Ninh Ninh, ba mẹ tôi muốn tôi tiếp xúc với vị thiếu gia của Hạ gia. Chắc là cũng muốn kết thông gia. Đại thiếu gia của Hạ gia là tên đàn ông xấu, thì vị thiếu gia tốt đẹp cỡ nào chứ? Vậy thì cũng chưa chắc. Tôi nghe nói vị thiếu gia và đại thiếu gia là cùng cha khác mẹ. Nhìn dáng vẻ cũng được lắm, nhưng mà cuộc sống cá nhân hơi loạn. Vậy thì càng không thể được. Nếu bây giờ cô chấp nhận hôn nhân vì lợi ích như vậy, sao liệu cuộc sống hôn nhân cả đời của cô đều sẽ phải gắn với lợi ích đó? Ninh Ninh, tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao cô lúc đó lại chống đối việc này như vậy. Nhưng mà bây giờ cô tốt rồi, anh chàng mong đẩy nhà cô còn đúng thật là báu vật của nhân gian. Cái đó thì đúng.
Khóe miệng của cô cười không khép nổi, nói: vừa nãy cô đã làm gì rồi? Vừa nãy tôi đi đưa thẻ cho Văn Cảnh. Đợi đã, hình như tôi đưa nhầm thẻ cho anh ấy rồi. Trong thẻ mà tôi đưa cho anh ấy hình như có tới mấy tỷ lận. Tôi không nói nữa, tôi cướp máy trước nha. Tiêu rồi, đúng là đưa nhầm thẻ thiệt rồi. Nếu như mà anh ấy quẹt thẻ, không phải sẽ phát hiện ra rồi sao? Thân phận mình sẽ bị bại lộ mất. Trời ơi, phải làm sao đây? Mình phải nhân lúc anh ấy đang ngủ, mau chóng đổi lại tấm thẻ mới được. Hà Văn Cảnh, anh ngủ chưa? Ngủ rồi thì tốt. Sao mà chỗ nào cũng không có vậy? Anh có thể giấu thẻ ngân hàng đi đâu được chứ? Dưới gối hả? Em đang tìm gì vậy? Thẻ ngân hàng. Nè anh tỉnh từ lúc nào vậy? Nửa đêm nửa hôm mò vào phòng anh, có phải có ý đồ gì với anh không? Ai có ý đồ gì với anh chứ? Là anh kéo em nên em mới ngã xuống được chưa? Anh thả ra. Người bị người ta nửa đêm trèo lên giường là anh mà. Sao em lại xấu hổ? Ai xấu hổ chứ? Lỗ tai đỏ hết cả lên rồi, còn nói là không xấu hổ nữa. Coi khi nào rảnh thì cùng nhau ăn cá đi. Hả? Chứ em thấy anh cũng biết quăng lưới lắm đó. Đợi đã. Không cần thẻ ngân hàng nữa à? Hà Văn Cảnh, em đã cho anh rồi, tại sao còn phải lén lút đi lấy lại? Em đưa nhầm thẻ rồi. Em có nhiều thẻ lắm hả? Không, không phải. Chỉ là không cẩn thận nên lấy nhầm thôi. Anh đưa lại thẻ cho em đi. Thẻ này thì cho anh nè. Em căng thẳng cái gì? Trong thẻ này có nhiều tiền lắm hả? Không có. Đây là thẻ nhận lương của em. Thẻ nhận lương? Sao phải lén lút đi lấy lại? Ai mà lén lút chứ? Em quang minh chính đại đi vào đây mà. Được rồi, em còn chào anh nữa đó. Tại anh ngủ cho nên không nghe thấy thôi. Trời ơi, làm giật cả mình. Hà Văn Cảnh, cái tên lưu manh này. Thôi kệ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Mình ngủ thôi.